Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ làm một cái video hướng dẫn cho các bạn download Android Studio về cài đặt ở trên máy tính Windows. Thì khi các bạn search download Android Studio thì các bạn tìm đến cái website server chủ của Google là developer.android.com. Thì các bạn click vào cái link này. Sau khi click xong thì mình sẽ click chọn download Android Studio để về máy tính và cài đặt. Thì các bạn cũng cần phải nhớ chọn cho mình là đồng ý tất cả những điều khoản nêu trên. Các bạn tích vào cái ô này. Rồi sau đó là các bạn chọn download cái Android Studio về. Quá trình tiến hành download Android Studio về thì cũng mất chừng khoảng vài phút ha. Rồi sau khi các bạn download xong cái file Android Studio file này rồi thì mình sẽ mở cái thư mục ra và sau đó mình click vào trong cài đặt ha. Các bạn cài đặt từ đây. Sau đó các bạn chọn Next và chọn Next luôn thì trong phần này nó cài đặt trong C của mình ha, mình chọn Next và sau đó các bạn chọn Install. Quá trình cài đặt đã bắt đầu ha. Thì để cho phần mềm nó chạy. Sau khi cài đặt xong các bạn chọn Next nha. Rồi sau đó chọn Finish để cho Android Studio khởi động lên. Đây, thì Android Studio khởi động lên thì các bạn nhớ tích nhớ chọn là Do Not Import Setting nha. Trong phần này các bạn nhớ chọn OK. Sau đó là phần mềm Android Studio khởi động lên. Rồi sau khi khởi động lên các bạn Welcome của Android Studio thì các bạn không chọn gì cả hoặc các bạn có thể là chọn Don't Change. Rồi sau đó mình chọn Next nha. Thì mình để cái chế độ là Standard. Sau đó mình chọn Next. Rồi quá trình cài đặt thì Android Studio sẽ hỏi chúng ta là chọn giao diện nào. Trong Android Studio Team thì nó gồm có hai loại giao diện. Giao diện dành cho Dash gọi là màn hình tối, thứ hai là màn hình sáng. Đây, chọn sáng và chọn tối. Thì mình thích là cái màn hình màu tối để đỡ bị chói mắt ha. Thì mình chọn cái loại Team này và sau đó mình chọn Next. Sau đó mình chọn Next. Thì trong phần này á, thì mình nên chọn Accept để mà accept tất cả những cái SDK của Android Studio download về. Cái thứ hai nữa mình cũng chọn Accept License. Đấy, rồi sau đó mình chọn Finish. Thì quá trình nó để cho Android Studio nó download hết tất cả các component, những cái thành phần về. Sau đó mình sẽ mở lên ha. Sau khi download Component Socket rồi thì mình chọn Finish để hoàn thiện xong cái phần cài đặt của Android Studio. Thì đây là cái quá trình mình hướng dẫn lại các bạn cách download một cái download và cài đặt cái phần mềm Android Studio về để mình sử dụng làm app. Thì cái hướng mình làm app làm skin thì mình chọn Open, còn nếu các bạn là làm lập trình thì chọn New App, New Project để viết phần mềm ha. Rồi thì video này mình làm được xong, hy vọng các bạn sẽ có một cái quá trình để mà build app. OK, chào các bạn.